Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, xuất khẩu gỗ hết tháng 11 đã đạt xấp xỉ 11 tỷ đô la Mỹ, qua đó vượt qua kỷ lục xuất khẩu đạt được trong năm 2019. Trong 11 tháng năm 2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 10,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 8,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 11 tháng đầu năm nay đã vượt qua kỷ lục xuất khẩu của cả năm ngoái. Cụ thể, trong năm 2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,64 tỷ đô la Mỹ, là mức kỷ lục trong lịch sử xuất khẩu gỗ.